Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại 202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, đơn vị quản lý khai thác, sẽ giới thiệu các sản phẩm, thực phẩm đã chế biến, nông sản sạch của quận Bắc Từ Liêm và các quận huyện khác. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương cùng Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phát triển thêm được 15 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại 9 quận, huyện, gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Oai, Thường Tín và Ba Vì. Qua đó, nâng tổng số điểm giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp trên toàn thủ đô Hà Nội lên 65 điểm bán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kết nối, đưa sản phẩm ô cốp vào phục vụ người tiêu dùng và du khách.